phẩm Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Quyển 16, chương 16, hung thủ thật sự. Nhã thần cùng tiểu dạ tử có thể trốn đến nơi đây, vận khí tương đối cao. Chủ yếu còn là vì vài chủ hộ chết đi mới tranh thủ cho bọn hắn được một khoảng thời gian. Lại thêm hoàn cảnh chung quanh rừng cây rậm rạp. Con người so ra nhỏ hơn xe hơi nên dễ dàng trốn tránh ẩn nấp. Hơn nữa thể trạng nhã thần tương đối tốt mới có thể tránh được một kiếp. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Hai ác linh kia còn chưa tìm được kẻ thay thế, khẳng định sẽ bồi hồi trong rừng cây này tìm kiếm hai người. Một khi bị tìm ra, hậu quả không cần nói cũng hiểu. Tận mắt nhìn thấy linh hồn thê tử biến thành ác linh đi tập kích nhân loại. Tràng cảnh không khác phim kinh dị này làm cho nhã thần cô hồ muốn sụp đổ. Bất luận, một người bình thường nào cũng không thể tiếp nhận sự thật khủng bố như thế được. Vậy mà nữ nhân trước mắt có thể nói ra những lời như thế. Người nói làm. Hắn căn bản cự tuyệt không nghĩ ngợi. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Hiện ngày nói chuyện cũng nên cân nhắc thưởng thức một chút. Thần cốc tiểu thư. Thưởng thức? Tiêu gia tử cười lạnh một tiếng. Cái gọi là thưởng thức, ta sớm đã vứt bỏ rồi. Đây là chuyện căn bản không hề dùng thưởng thức bình thường để đánh giá. Vừa rồi cũng chỉ là ngươi suy luận mà thôi. Hắn vẫn không thể tiếp thụ. Người mới 21 tuổi, loại chuyện này vẫn nên làm với người mình thích mới đúng. Nhưng tiểu dạ tử căn bản không để cho hắn có cơ hội suy nghĩ, liền xông lên áp lấy môi hắn, đẩy hắn ngã xuống đất, đồng thời hai tay không ngừng cởi bỏ y phục trên người. Nhà thần muốn nói gì đó, nhưng đều bị tiểu dạ tử nuốt vào miệng, căn bản là không có cách nào phát ra tiếng. Không bao lâu sau, trên người tiểu dạ tử chỉ còn lại chiếc lót màu trắng. Sau khi Mỹ Thi chết, nhã thần 4 năm nay tự nhiên chưa từng quan hệ với nữ tính nào. Mặc dù nói phương diện này người Nhật Bản đã cởi mở hơn nhiều, nhưng dù sao trường kỳ sinh hoạt ở nơi thâm sơn, tư tưởng của nhã thần vẫn có chút bảo thủ. Tách một tiếng, tiêu gia tự đem nút báo cởi ra, làm nó rơi trên mặt đất. Lập tức một đôi nhũ phong trắng nõn no đủ bắn ra, đặt ở trước ngực của nhã thần, mà nàng thủy chung vẫn hôn nhã thần, không ngừng kích thích khiêu khích lên ham muốn của hắn. Hai tay sờ tới dây lưng của nhã thần, giúp hắn cởi bỏ chướng ngại. Môi lưỡi không ngừng cuốn lấy nhau, rốt cuộc đốt lên ham muốn của nhã thần. Dù sao hắn cũng là một nam nhân bình thường, hấp dẫn mãnh liệt như thế, hắn sao có thể chống lại. Hơn nữa, tiêu gia tử vô luận là dung mạo hay là dáng người đều tuyệt đối không thua kém Mỹ Thi, thậm chí còn hơn. Huống chi, căn cứ vào lời nói của nàng, đây có thể là cách mưu sinh duy nhất. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế, cho dù hai người đã thực sự xảy ra quan hệ nam nữ, vẫn như trước có một người phải chết thai, chỉ là vẫn còn một người sống sót. Dù sao cái này cũng đem khả năng sinh tồn nâng lên cao tới 50%. Mau tới đi. Nàng phát ra thanh âm rền rĩ, thúc giục nhã thần. Thời gian có hạn à. Dù sao bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp hưởng thụ ái tình. Quý hồn tùy thời có thể đuổi tới. Đến lúc đó, hậu quả thật sự không thể chịu nổi. Khá tốt, bụi rậm bọn hắn trốn tương đối rậm rạp, làm chung quanh rất tối, là nơi ẩn nấp tốt. Nhã thần tự nhiên cũng tin tưởng. Hắn đem quần dài của mình cởi ra. Hiện tại hắn và tiểu gia tử đã không còn mảnh vải che thân. Tinh Mỹ vạn phần lo lắng đứng lên, nhìn gương mặt đầy u sầu của cha mẹ và Ta Lan. Hiện tại tiểu cung và ca ca tung tích không rõ, ngay cả năm người thần cốt tiểu gia tử ở khách sạn Matsuda cũng biến mất không hiểu.
Chẳng lẽ ca ca gặp phải thần ẩn sao? Tinh Mỹ nghĩ tới đây, cảm giác trái tim kịch liệt nhảy lên. Nàng không thể nào chịu được cảnh mất người thân thêm nữa. Tuy nàng tự thuyết phục bản thân thần ẩn chỉ là truyền thuyết, nhưng lo lắng sợ hãi trong nội tâm không hề giảm bớt. Tinh Mỹ, Ta Lan hạ quyết tâm. Chúng ta cùng các thôn dân khác ra ngoài tìm đi, nhất định tìm được. Cứ như vậy là tụ tập thêm một đám thôn dân tiến vào rừng cây đi tìm. Bất quá, người thế hệ trước như Bình Điền Đại Giới, nghe xong chuyện này liền cao chặt lông mày. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, quái đạm thần ẩn là chuyện đáng sợ cỡ nào. Cho nên, đa số người đi theo đều là trung niên lớn tuổi. Mà lúc này, Thiếu Tử từ một nơi khác tiến tới. Đồng thời, nàng nói cho Tình Mỹ biết chuyên thần cốc Tiểu Già Tử đến tìm mình. Lúc này, Ta Lan, Tinh Mỹ, Thiếu Tử, ba người chia thành một tổ, không ngừng tìm kiếm tung tích của nhã thần trong rừng cây. Mà bầu trời hiện tại đã tối đen, tuy cầm theo đèn pin nhưng trong rừng cây rậm rạp vẫn cảm giác sợ hãi. Chung một chỗ tìm kiếm, hiệu suất tự nhiên giảm đi rất nhiều. Tình Mỹ lo lắng cho ca ca, cũng may là có Ta Lan an ủi, cho nên cũng vơi bớt cảm xúc lo lắng. Các ngươi xem. Bỗng nhiên, Ta Lan đi đến mặt đất phía trước, ngồi sẫm xuống, chiếu đèn pin nói. Đây là dấu vết bánh xe. Từ dấu vết phán đoán có vẻ xe đi với tốc độ rất nhanh. Nói như vậy, Tinh Mỹ cũng bước tới nhìn. Ta nhớ ở cửa thôn không nhìn thấy chiếc xe của thần cốc Tiểu Già Tử đâu nữa. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì rồi đây? Trong nội tâm Ta Lan xuất hiện dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Thiếu Tử thì thào. Cái này và huyết án 4 năm trước có quan hệ gì sao? Lúc ấy 7 người chết kia. Tinh Mỹ cảm giác trái tim như bị dao cắt. Ca ca sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ? Gọi di động cho ca ca, nhưng thủy chung không ai bắt máy. Bất quá không thể bắt máy cũng là điều bình thường. Nhã thần đem điện thoại đặt ở chế độ rung. Hiện tại, hắn cởi quần dài, vứt qua một bên, đương nhiên là không thể biết có người gọi điện. Lúc này, nhã thần tương đối trần trụi, đang ôm Tiểu Già Tử. Đột nhiên, hình ảnh Mỹ Thi xẹt qua trong đầu của hắn. Ác cảm tội lỗi dần đè xuống nhiệt tình của hắn. Ta đang làm cái gì đây? Ta đang làm cái gì? Nhã thần hoảng loạn, thế nhưng Tiểu Già Tử lại oán hận nhìn hắn. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Cứ tiếp tục như vậy chúng ta đều chết. Ngươi làm ra chuyện này cũng chẳng sao. Nhìn nữ nhân trước kia được Mỹ Thi sùng bái, bây giờ không mảnh vải che thân nằm dưới người hắn, hai tay quấn lấy cổ hắn, nụ hoa trước ngực cọ sát vào ngực hắn. Nhanh một chút, làm như vậy có thể thu được 50% cơ hội sinh tồn. Nàng đang cố gắng làm suy sụp tâm lý tội lỗi của hắn. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn thần ẩn giống như những thôn dân kia? Nhã thần nhìn thân thể mê người của Tiểu Già Tử, trong lòng ngực không ngừng đốt lên tà hỏa. Hơn nữa lời nói của Tiểu Già Tử cũng ảnh hưởng tới hắn. Ta đây làm như vậy chỉ là muốn thu được cơ hội sống sót. Mỹ Thi sẽ không trách ta chứ? Dù sao linh hồn Mỹ Thi cũng đang ở cách đó không xa. Chỉ nghĩ tới như vậy, tâm lý hắn đã xuất hiện trở ngại. Nhưng dưới sự trêu đùa của Tiểu Già Tử, hắn lại lần nữa thả lỏng tâm lý. Chỉ cần có thể sống sót, làm cái gì mà không thể? Tiểu Già Tử nói một câu cuối cùng, áp đảo chút chướng ngại tâm lý ít ỏi còn sót lại trong đầu của hắn. Chúng ta chỉ là tìm sinh lộ mà thôi, chỉ là như thế. Nhà thần rốt cuộc nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại trên sinh lý và tâm lý đã triệt để tiếp nhận. Sau đó hạ thân động một cái. Bùi Thanh Ni liều mạng chạy trốn trong rừng cây, tóc tai tán loạn, y phục trên người rách nát, khi nãy bị quỷ hồn đẩy ngã xuống đất. Nàng nhanh tay
đem áo ngoài cởi ra mới thoát được. Thế nhưng con quỷ đó vẫn đuổi giết nàng không tha. Bỗng nhiên, lúc này trong một lùm cây, Đại Khai cách nàng khoảng 20 mét phía trước phát ra thanh âm. Sau đó, một gương mặt đã hư thối hơn một nửa, máu và thịt nhão không ngừng rớt xuống, đưa tay ra ngoài. Thân thể người đó giống như là một con rối bị điều khiển, thân thể vặn vẹo, chậm rãi đứng lên. Máu tươi vẫn như trước, nhỏ tông tông trên con dao mà nó đang cầm. Bởi vì quần áo cũng ngày càng trở nên rách rưới, trước ngực, da thịt hư thối nghiêm trọng, thế nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được. Nữ, ác quỷ cầm dao đuổi giết tất cả quỷ hồn còn lại là nữ quỷ. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, lưỡi dao lộ ra hàn quang sắc lạnh, nữ quỷ kia lập tức nhào tới. Nữ quỷ kia mặc một kiện kimono kiểu nam, thế nhưng ở trước ngực lộ ra hai nhũ phong. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên Bùi Thanh Đi chú ý tới, trên ngón tay áp hút bàn tay trái của nữ quỷ đeo một cái nhẫn. Giờ khắc này, coi như là kẻ đần cũng nên hiểu được. Hung thủ thật sự chính là Hasegawa Hảo Mỹ. Nàng tự tay giết chết 5 người kia, sau đó tự sát, giá họa cho trượng phu mình. Nhưng có khả năng thời điểm nàng vừa viết xong di thư, có một người nào đó còn chưa chết đã xông lại chém giết. Cuối cùng, hai người liền đồng quy vu tận. Trước chứng kiến cô ba nữ quỷ, nhưng sự thật lại không phải như thế. Chỉ sợ với tình huống đèn tối, vì không đủ ánh sáng, cho nên bọn hắn nhìn nhầm một nam quỷ nào đó thành nữ quỷ. Nữ quỷ mặc kimono kia không phải Hasegawa Hảo Mỹ, mà là A Quỷ. Vốn cũng không có quy định, chỉ có Hasegawa Hảo Mỹ mới được mặc kimono trắng. A Quỳ nếu như trong ngày bị giết, tâm huyết sôi trào, mặc vào một kiện kimono trắng cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ quái. Mà Hasegawa Hảo Mỹ cô y mặc một bộ kimono nam màu đen, như vậy vết máu có dính vào y phục sau khi giết chết trượng phu rồi thay đổi y phục là có thể thành công giá họa. Hasegawa Hảo Mỹ và A Quỳ cùng tuổi. Nói một cách khác, thần Nguyên Mỹ Thi bị thần ẩn lúc ấy là biến thành thế thân của A Quỳ. Lúc này, một con quả đen từ đâu bay xuống, đứng trên bờ vai của nữ quỷ, sau đó cúi đầu mổ vào ngực nữ quỷ, bắt đầu cắn nuốt huyết nhục hư thối. Quả đen tập trung rất nhiều ở sườn đông đại mộ Hắc Lĩnh, hẳn nguyên nhân là chúng tới để ăn thi thể. Lúc này lại càng thêm có nhiều quả đen bay xuống đọc lên người nữ quỷ. Thế nhưng cái miệng nữ quỷ đột nhiên há ra, lập tức toàn bộ quả đen đều chết đi, nằm trên mặt đất. Bùi Thanh Ni rất rõ ràng, nữ quỷ trước mắt này muốn đem nàng trở thành thế thân cho nó. Sau đó, nữ quỷ hung ác kia thẳng tắp lao về phía Bùi Thanh Ni.